Cô Hạnh xin gửi lời chào trân trọng tới các quý vị phụ huynh và các con học sinh yêu quý. Ngày hôm nay, cô rất là vui khi lại được gặp các con và bố mẹ trong chương trình Luyện đọc cùng con. Và buổi học ngày hôm nay là buổi học thứ 3, chúng mình được chuyển sang phần mới, đó là phần vần. Hai buổi học hôm trước chúng mình đã được luyện đọc rồi, đó là vần gì con còn nhớ không? À, đó là vần oa và vần oe đúng không? Còn sang ngày hôm nay, cô Hạnh xin giới thiệu với chúng mình sẽ được làm quen với một lúc 3 vần. Chúng mình sẽ được luyện đọc 3 vần nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ thử xem 3 vần đó là những vần nào. Bây giờ cô Hạnh sẽ hướng dẫn cho chúng mình cách phát âm và đánh vần của từng vần một. Uê, uê, u, e, uê. Đúng rồi, cho cô biết trong vần uê được tạo bởi những âm nào? À, đó là âm u và âm e, đúng không các con? Và bây giờ chúng mình sẽ phân tích lại vần uê cho cô nhé. Uê, u, e, uê. Giỏi lắm. Bây giờ chúng mình hãy nhìn này. Vần uê thì âm nào đứng trước hả các con? À, đó chính là âm u. Còn âm e thì đứng sau. Chúng mình nhớ phải nhớ đúng vị trí đứng của các vần nhé. Nếu chúng mình đổi ngược vị trí thì nó sẽ ra một cái vần khác đấy. Hoặc là có khả năng còn không đọc được vần cơ. Bây giờ chúng mình sẽ đến với vần thứ hai. Uy, uy, u, i, uy. À, giỏi lắm. Các con hãy phân tích lại nhé. Uy, u, i, uy. À, trong vần uy này, âm đầu tiên vẫn là âm gì nhỉ? U, đúng rồi. Nó giống với vần uê. Âm đầu tiên rất giống nhau nhưng chỉ khác cái âm sau. Âm sau là âm i. Và các con nhớ là y dài nhé. U, i, uy. Còn vần thứ 3. Ôi, hôm nay học một lúc 3 vần. Không biết có nhớ được không đây? Nhưng các con hãy cố gắng lên. Kiểu gì chúng mình cũng có thể đọc được đấy. Vần gì đây? Ồ, vần này hơi khó. Nhưng lại hơi giống hai cái bạn vần trước. Đều có âm u đứng trước. Nhưng vần này âm ơ đứng sau. Và khi phát âm chúng mình đọc luôn u ơ. U ơ ua. Đúng rồi, giỏi lắm. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần khám phá nhé. Bông hoa đầu tiên cô Hạnh sẽ đặt vào giữa nhị hoa là vần uê. Và chúng mình nhìn các phụ âm ở phía cánh hoa nào. Tờ, hờ, sờ, khờ, thờ. Đúng không? Và bây giờ chúng mình lại có một nhiệm vụ, đó là tạo tiếng cho cánh hoa. Hãy ghép phụ âm với vần để tạo ra một tiếng nào. Tờ uê, tuê. Đúng rồi. Hờ uê, huê. Giỏi lắm. Sờ uê, xuê. Khờ uê, khuê. Và thờ uê, thuê. Chúng mình hãy đọc trơn cho cô một lần nữa nhé. Tuê, huê, xuê, khuê, thuê. Rất là giỏi. Thêm một lần nữa nào. Tuê, huê, xuê, khuê, thuê. Như vậy chúng mình cứ làm như thế này nhé. Hãy cứ tìm phụ âm và ghép với vần là sẽ ra được tiếng mới thôi. Ngoài những phụ âm này, các con có thể tìm những phụ âm khác nữa để chúng mình ghép vào đây cho cô. Bây giờ chúng mình hãy nhìn cho cô bông hoa thứ hai. Trong bông hoa này có vần gì nào? À, vần uy. Chúng mình phát âm lại nào. Uy, uy. Đúng rồi. Tờ uy, tuy. À, rồi chúng mình hãy đọc phụ âm trước rồi chúng mình hãy ghép sau. Hờ, sờ, khờ và thở. Bây giờ chúng mình lại ghép nhá. Tờ uy, tuy. Đúng rồi. Hờ uy, huy. Giỏi quá. Sờ uy, suy. Rồi. Khờ uy, huy. Và thờ uy, thuy.
Giỏi lắm, các con hãy đọc lại cho cô. Bắt đầu nào. Tuy, huy, suy, khuy, thuy. Giỏi, cô thấy các con ngày càng tiến bộ đấy. Bây giờ chúng mình sẽ bước vào phần tiếp theo, đó là phần vận dụng những nội dung mà mình đã được học 3 phần vừa rồi nhé. Bây giờ trò chơi đầu tiên mà cô Hạnh mang đến cho chúng mình đó là cô có 3 đám mây tương ứng với 3 vần mà chúng mình vừa mới học. Chúng mình hãy đọc cho cô đám mây màu vàng. Phương án A là vần Uê. Đám mây màu hồng, phương án B là vần Uy. Và đám mây màu xanh, phương án C là Ua. Đúng không? Và bây giờ chúng mình thử nhìn này. Chữ L thanh ngã ở trên và tiếng tre. Chúng mình có biết mình sẽ điền vần nào trong 3 vần này không? Và hãy nhìn hình ảnh gợi ý trợ giúp của cô. À, mình cho vần Uê vào được không? Ua được không? A, B, C. Phương án nào là phương án chính xác hả các con? À, đây chính là hình ảnh lũy tre. Và phương án đúng ở đây là phương án B. Chúc mừng các bạn đã chọn phương án B đúng không? Chúng mình đã được cô Hạnh giải thích về hình ảnh lũy tre này đúng không? Ở trong những cái bài học trước rồi. Nên hôm nay cô Hạnh sẽ không giải thích nữa nhé. Bây giờ chúng mình hãy nhìn vào ô bị trống. Sờ vào chấm chấm chấm. Nghĩ theo các con điền vần nào? Phương án A, B hay là C? Và để cho chúng mình đã có đáp án đúng rồi nhưng có thể chắc chắn về đáp án của mình, các con hãy nhìn vào hình ảnh gợi ý. À, bạn này đang làm gì đấy? Chính xác, bạn này đang suy nghĩ đúng không các con? Và các con thử đánh vần cho cô tiếng suy nào. Suy, sờ, uy, suy. Và phương án đúng ở đây chính là phương án B. Xin chúc mừng các bạn có phương án B. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với hình ảnh và ổ chữ bị mất. Các con thử đọc cho cô nào. Chữ đầu tiên trong cái phần khung mà các bạn đang dơ đó là chữ gì? Hờ hoa. Hoa, đúng rồi. Hoa. Còn một chữ nữa nhưng chữ này không biết sẽ điền vần nào. Các con hãy giúp các bạn đi. Điền vần Uê, Uy hay là Ua? A, B hay là C đây? Ồ, có bạn chưa đoán được, không biết là cái hoa gì. Và chúng mình hãy nhìn hình ảnh. Các con nhìn thấy hình ảnh không? Một bông hoa màu trắng, đúng không? Rất là đẹp. Và hoa này có tên là hoa Huệ. Đúng rồi, cô Hạnh đã thấy có bạn đã nói được đây chính là hoa Huệ. Và các con có biết không, hoa Huệ này còn có một tên gọi khác nữa, đó là Vũ Lai Hương, hay còn có người gọi là Dạ Lai Hương. Bởi vì loài hoa này là loài hoa thường tỏa hương thơm vào ban đêm và mùi hương thơm của nó rất là ngào ngạt, rất là thơm. Và đây là một loại cây thân thảo này. Nó mọc thẳng đứng và không phân cành nhánh. Lên phía trên thì nở ra những chùm hoa. Đấy, hôm nay chúng mình đã được mở rộng vốn từ đúng không? Biết thề một loài hoa có tên là hoa Huệ đúng không? Và tiếng Huệ theo các con sẽ điền vần nào đây? À, chúng mình thử đánh vần nhé. Huệ, hờ, uê, uê, nặng, huệ, uê, uê, u, ê, uê. Như vậy điền vần uê chính xác. Phương án A. Chúng mình đọc lại cho cô nào. Hoa Huệ. Giỏi lắm. Hoa Huệ. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh này đã có một bạn rất là bé có chữ thờ và hỏi chấm 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 chấm. Biết là vần gì? Và chữ ở bên cạnh là chữ nhỏ. À, đây là thủa nhỏ của chúng mình hồi mình còn bé đúng không? Mình còn bé và mình chơi đồ chơi đúng không? Mình mới lẫm chậm biết đi, mình đang tập nói bi bô thôi đúng không? Và tiếng thủa theo các con là điền vần nào? Đáp án đúng ở đây chính là đáp án
C. Xin chúc mừng các bạn chọn đáp án C. Các con thấy trò chơi của cô Hạnh ngày hôm nay có vui không? Các con về nhà hãy luyện đọc thật nhiều để chờ đón những trò chơi của cô Hạnh nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Cô có câu đầu tiên. Chúng mình sẽ đánh vần cho cô và luyện đọc cho cô. Ngờ y nghi hỏi nghỉ. Hờ e he huyền hè. Hai tiếng này dễ quá, đọc trơn luôn. Nghỉ hè, đúng rồi. Bố, đúng, tiếng này là chúng mình tự đọc được rồi đúng không? Không hề có vần. Thờ uê thuê. À, trong tiếng thuê có vần mới ngày hôm nay chúng mình học, đó là vần uê, đúng không? Bố thuê gì nhỉ? À, sờ e, xe, cho, cả, nhà, đi, Huế. Đúng rồi, các con đã được đi du lịch vào trong Huế chưa? Nếu mà chưa đi thì chúng mình hãy bảo với bố mẹ có một thời gian nào rảnh rỗi hãy cho chúng mình đi thăm thành phố Huế, một nơi tham quan rất là đẹp với nhiều danh lam thắng cảnh nhé. Và bây giờ chúng mình hãy luyện đọc cho cô câu này một lần nữa nào. Nghỉ hè, bố thuê xe cho cả nhà đi Huế. Giỏi quá. Bây giờ cô Hạnh sẽ không đọc thành tiếng to nữa mà cô sẽ đọc thầm. Còn nhiệm vụ chúng mình sẽ đọc thật to cho cô nhá. Ôi giỏi quá, có bạn đã đọc rất là to và đọc nhanh hơn cả cô. Và bây giờ chúng mình hãy bước sang câu số 2. Hãy đếm cho cô trong câu này có bao nhiêu tiếng hả các con? 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 tiếng đúng không? Và bây giờ chúng mình thử xem nào. Trong câu 2 này, đố bạn nào nhìn nhanh, tinh mắt này, tìm cho cô vần mà ngày hôm nay chúng mình học. Trong câu này có vần mà hôm nay chúng mình học, có phải là vần oa không? À không phải đúng không? Vần oa là học ở bài 1. Còn hôm nay mình học vần uê, chính là tiếng Huệ đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ vào đọc trơn luôn nhé. Ở chợ có hoa huệ, hoa ly. Đúng rồi, chúng mình đọc lại cho cô câu này nào. Ở chợ có hoa huệ, hoa ly. Rất là giỏi luôn. Lần thứ 3 cô Hạnh chỉ đọc thầm thôi, còn các con phải đọc to hơn cô nhá. Đúng rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với câu số 3. Ôi, câu này ngắn quá, vì câu này có mấy tiếng nhỉ? Câu này chỉ có mỗi 4 tiếng thôi đúng không? Và trong 4 tiếng này có vần nào hôm nay chúng mình học không? Đúng rồi, có 2 vần. Đó là tiếng Huệ, vần uê mình vừa học, và tiếng Thùy, vần uy đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc trơn cho cô câu số 3 này nhé. Chị Huệ Thùy Mị. Đúng rồi, đọc lại cho cô lần 2 nào. Chị Huệ Thùy Mị. Rất tốt. Bây giờ các con hãy đọc cho cô cả 3 câu này một lần nữa. Nghỉ hè, bố thuê xe cho cả nhà đi Huế. Ở chợ có hoa huệ, hoa ly. Chị Huệ Thùy Mị. Rồi, các con nhớ nhé, hãy gạch chân cho cô những cái vần mà ngày hôm nay chúng mình vừa đọc. Và chúng mình hãy đọc cho cô thật tốt những cái vần đấy. Bây giờ chúng mình hãy ngồi nhớ lại cho cô những nội dung mà mình vừa được học. Ngày hôm nay các con đã được cô hướng dẫn cho học mấy vần? Đúng rồi, ngày hôm nay mình được cô Hạnh hướng dẫn cho chúng mình học tất cả là 3 vần đúng không?
Rồi, bây giờ một câu đố nhá. Các con hãy nhìn vào ba vần này. Cho cô biết cả ba vần này có một điểm giống nhau, đó là gì? 3 giây suy nghĩ bắt đầu. Có bạn nào phát hiện ra rồi? À, có bạn đã phát hiện ra rồi đấy. Cả ba vần này có một điểm giống nhau, đó là đều có âm U đứng trước. Chúng mình nhìn thấy có đúng không? Vần UE cũng có âm U này. Vần UY cũng có âm U đứng đằng trước này. Và vần UA cũng có âm U đứng đằng trước. Nên chúng mình nhớ nhé, ngày hôm nay đặc điểm nhận dạng của ba vần này đó là đều có âm U đứng đằng trước. Nó chỉ khác nhau những âm ở đằng sau. Bây giờ cô Hạnh thử nói. Âm đằng sau là âm E, tớ là phần gì? U E. Uê, đúng rồi. Tiếp tục này. Tớ là âm Ơ đứng ở đằng sau. Đằng trước của tớ là âm U. Tớ là phần gì? Uê, đúng rồi, phần U à. Tiếp tục. Tớ là âm I đứng đằng sau. Đứng đằng trước tớ là âm U. Tớ là phần gì? À, đúng rồi, tớ là phần Uê. Đúng không? Như vậy là chúng mình đã nhớ 3 vần ngày hôm nay chúng mình đã học chưa? Các con hãy đọc cho cô thật to 3 vần này nào. Uê, uy, ua. Bây giờ cô không đọc nhé. Các con sẽ đọc và cô sẽ đọc thầm thôi. Rồi, trò chơi mà cô đã hướng dẫn cho chúng mình đã nhớ chưa? Về nhà, hãy lấy phụ âm ghép với các vần này để tạo thành những tiếng mới. Sau đó có những tiếng rồi chúng mình hãy thêm cả dấu thanh để tạo được nhiều tiếng hơn nữa. Và các con hãy lấy bảng hoặc là viết bằng giấy hoặc là bút để viết ra thật là nhiều, đúng không các con? Bây giờ cô Hạnh sẽ hướng dẫn cho chúng mình bài học vừa rồi. Chúng mình hãy nhớ này, về nhà lấy bút chì gạch chân cho cô tất cả những phần mà mình đã vừa học ý. Và đọc cho cô thật tốt những vần đấy nhé. Sau khi đọc xong rồi, chúng mình lại đọc lại toàn bộ bài đó cho bố mẹ, ông bà nghe từ 3 đến 5 lần. Đọc thật là nhiều, đọc mọi lúc, mọi nơi thì kỹ năng đọc của các con ngay một tiến bộ. Cô rất là mong chờ cho chúng mình trong những cái tiết học tới để xem cái khả năng đọc của chúng mình đến đâu. Như vậy là buổi học của ngày hôm nay của các con đến đây là tạm dừng rồi. Cô Hạnh xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các con một chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà bố mẹ và nhớ phải luyện đọc thật tốt. Chúng mình hãy chờ đón cô Hạnh trong những tiết học tiếp theo nhé. Cô chào các con.